Máy quay nó đầy bộ nhớ, mình không quay được, mình quay bằng điện thoại vậy. Con ché là con tay phải ngoài cùng nhé. Càng chơi càng hăng. Mình đang nghỉ máy quay, định đọc máy quay nhưng nó chơi tốt quá nên mình thôi mình quay tận chân cho anh em xem cái led phim. Nó hơi mờ tí nhưng mà con bên cạnh con này thì mình nó hơi nhát nên đi gần thì nó lại không chơi nữa. Toàn hàng cà phê pháo vô tư anh em nhé. Anh em nào mà cần con hàng nào mà cần nhìn cận cảnh thì để mình lấy máy quay mình quay nhé. Tại máy quay nó đang đầy thửa mình chưa có xóa được. Còn bên phải là kia kì. Rồi nhé, anh em kết ngân hàng nào thì alo nhé, trực tiếp số điện thoại 036 5600 511.